Tối 23 tháng 12, chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh với sự tranh tài của 35 thí sinh. Đêm thi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 từ lúc 20 giờ. Ban giám khảo ngồi ghế nóng đêm chung kết gồm có nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo, nhà thơ Trần Hữu Việt, nghệ sĩ Xuân Bắc, nhà thiết kế Lê Thành Hòa, á hậu Nguyễn Thị Vân, hoa hậu Trần Tiểu Vi và hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Thí sinh Nguyễn Ngọc Mai số báo danh 122 được trao giải thưởng người đẹp nhân ái, là thí sinh đầu tiên bước vào top 5 chung cuộc và cũng là thí sinh đầu tiên thi ứng xử. Sau đó bốn thí sinh còn lại vào top 5 gồm: Trịnh Thùy Linh, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoàng Hương Giang. Kết quả chung cuộc, thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 với giải thưởng cao nhất, danh hiệu Á hậu 1, hai lần lượt trao cho thí sinh Trịnh Thùy Linh và Lê Nguyễn Ngọc Hằng.